Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với A Nhiệm TV. Bắt đầu vào mùa gặt rồi các bạn ạ. Hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở cái đồng ruộng của nhà mình đây. Đó. Hôm nay một vụ là thật sự rất là khá các bạn ạ. Rồi xa xa kìa. Máy gặt ở tận dưới xuôi lên trên này là gặt đây các bạn ạ. Năm nay là ở trên nhà mình là bắt đầu là những các con máy gặt ở dưới xuôi các bạn, những máy to lên trên này gặt là với lại rất là nhanh luôn. Cái này người ta gọi là văn minh về bản đấy các bạn ạ. Đây mình đang đây các bạn, cái ruộng của mình thì ở ngay bên dưới này, một chút nữa thì dưới kia gặt sóng rồi mới lên trên này gặt. Bên dưới kia còn một cái nữa thì các bạn, hai cái máy. Cái này chỉ có là trong vòng khoảng 1-2 ngày là xong xuôi hết rồi, nhanh lắm. Mới bắt đầu ngày hôm qua thôi mà ở tận dưới kia ra lên trên này đã gọi là hầu như là xong rồi các bạn ạ. Thật sự ra là hiện tại bây giờ là ở trên Tây Bắc của mình nóng các bạn, hạn hán. Mình là 30 mấy tuổi, chắc là lần đầu tiên mình thấy là trong năm nay thật sự ra là hạn hán, nắng nóng. Các cây này, quế, rau cỏ các thứ là chết hết rồi các bạn ạ. Nếu mà cứ cái đà cứ hạn hán như này, thật sự ra xong cái vụ này ấy, không có nước để mà còn làm kế tiếp là cái vụ chiêm cơ. Kế tiếp cái vụ mùa các bạn. Đây mọi người, đây bà con mình bắt đầu ở đây đang để đợi đây các bạn ạ. Một chút nữa bắt đầu là gặt xong rồi. Gặt xong rồi còn xong cho xe rồi để còn là lai xe qua cái đường này cho thóc lên trên. Mình có ở đây để chút nữa khi gặt xong mình còn phụ còn là vác thóc về nữa các bạn ạ. Hai đội một xe ở một máy thì bây giờ đã vào làm máy, còn là máy bên dưới kia đây bắt đầu với xuống đây. Rồi bây giờ cứ ở đây cứ đợi một chút nữa sang bên ruộng lúa của nhà mình xong là mình ghi hình các bạn nhá. Máy to này mà các bạn nhanh. Úi. Xong là mấy người đóng liền. Xong một cái là để ra chỗ này không chỉ là vác mang lên hoặc lấy xe chở lên thôi. Mỗi lần đường đi như này mà. Đây các bạn nhìn thấy không? Cái ruộng bây giờ khô hết như này này. Nó cảm giác như là có xe đi qua cũng không có một cái gì luôn này. Nóng kinh khủng. Cái này mình đang gặt ở chỗ là cái ruộng của nhà là chú thím mình xong các bạn nhé. Một chút nữa xong rồi đến là ruộng nhà mình. Ở đây ruộng bậc thang nhưng cũng không phải là cao cho lắm các bạn ạ, vì thế là xe vì thế là máy vẫn là các thứ trèo lên làm dễ, còn nếu mà bờ cao quá thì máy không thể lên làm được. Cách là một hai vụ đổ ở đây các bạn ạ, vì các máy ở dưới xuôi kia là biết là ở trên này là có cái đồng ruộng như này, đến cái mùa gặt là máy lên trên này là gặt cho bà con. Được cái rất là tiện lợi các bạn nhé, gặt nhanh. Chỉ là cái vất vả là cái khâu là vận chuyển mang về thôi, với lại cái khâu là phơi nữa thôi. Nhưng là nếu mà nhà bà con nào mà nuôi trâu ấy các bạn thì thường thường người ta sẽ không hay gặt máy như này đâu, người ta là tự phải gặt tay mang về dùng cái máy phụt để lấy cái rơm, cái dạ ấy để cho trâu ăn. Vất vả lắm các bạn. Khá là nóng, vất vả các bạn ạ. Thế nhưng là thank you.
có xe rất là như này chở các bạn vì là chỗ này sụt quá phải là bỏ cái dơm này xuống. Sau tí mang xe tận dưới này chở, chắc là một tí mình cũng phải mang xe đây chở rồi. Nóng kinh khủng các bạn ạ. Đây mẹ của mình thì cũng ra ngoài này xem. Giờ bắt đầu xong các bạn, bây giờ sang bên ruộng nhà mình. Ruộng nhà mình bên này này. Hai nơi rồi. Chỗ bên dưới kia nó sáng nay thì gặt xong rồi. Đấy, cầu đi rất là dễ. Một đoạn lên trên qua cái đoạn này xong rồi lên vào với cho lên xe với bắt đầu được các bạn. Trang tí mình cũng thế thôi. Vụ thế là cái thành quả được là thu hoạch như này các bạn, như là vất vả nắng nóng này này. Có bà con đi dưới kìa, càng xong để dưới ruộng kìa, việc phải vác lên tận tít trên đường như kia các bạn, xa lắm, mỗi tải khoảng là 40 cân, hơn 40 cân một tải vác. Cái bộ này ai thì cũng làm đấy các bạn, thuê cũng không có người mà thuê. Ruộng khô các bạn ạ, đi thấy không, đi không lún không sụt một tí giờ nào luôn. May mà cái đến cái lúc là chỗ bông các bạn, chỗ bông xong là nó mới khô, nó mới cạn, nó như thế này này, không có nước, không có là nếu mà cứ cái nắng cứ cái đà như này thì không biết là như thế nào đây, khi nào nó mới
sao mà có nước để làm ruộng? Cái vụ này là khi mà gặt xong này bắt đầu vào là làm luôn đấy các bạn ạ. Góc cách thì các bạn không được, cái này mình phải cho sau phải lấy cái liềm hay sao thì cắt cái này mình ném vào có là có cái gì đó. Đưa máy công nghiệp vào trong nông nghiệp các bạn nhanh. Thì sẽ là không phải dùng sức người nhiều giống như thời xưa nữa. Đúng là mỗi thời kỳ mỗi một cái khác các bạn ạ. Trước đấy thì xưa là cái thời nhỏ mình nhớ các bạn, có lúc mới đầu thì là dùng bằng tay đập. Xong bắt đầu là một thời gian sau lại dùng bằng cái máy đạp đạp chân, máy tuốt đấy các bạn. Tuốt xong bây giờ xong lại chuyển sang máy phụt bây giờ lại chuyển sang là cái máy như này luôn này. Gặt phụt luôn như này. Quá hiện đại các bạn ạ. Ở bên trên này thì một phần thì không gặt bằng máy các bạn, thì phải dùng bằng cái máy phụt đấy, xe gánh mang về để lấy dơm ấy. Nhà chú chuẩn bị gạt chưa để cháu lấy cái đường chở phát? Nhà chú phải ngày mai á? Ô thế chết rồi. Đây các bạn, mình này bên ruộng bên này thì cũng có vác sao có đây đây. Phải chờ đây đi rồi đây. Đi qua đường mỗi người đóng góp một chai bia nhé.
Ôi rồi các bạn à, chở từ chiều đến bây giờ, giờ này vẫn còn mấy bao ở ruộng nữa mới xong. Đây, ruộng của mình mà 5-6 sào các bạn trong được tầm khoảng 30 mấy tải, tự một mình khác tự chở thôi. Bây giờ nếu mà bảo là nắng cái này thuê người ta, bảo người ta có ai nhờ người ta về về hộ mình chở, không có ai nữa, vì là nhà nào ai cũng là gặt, ai cũng là bận làm hết rồi. Xong thì mang đi phơi. Rồi bây giờ là xong, còn hai bao nữa ra lên nốt, xong rồi cho lên xe rồi mang về các bạn nhé. Quá mệt hẳn cả ngày từ trưa đến bây giờ. Nông thôn vất vả thế đấy. Sao về đến nhà vệ xuống, ui giời. Thằng con móc, ui móc đây. Ô tô thằng con với không còn mà thế đó. Ô tụi này quay khám với mẹ ơi, chứ mà quay bước cho móc cả là mình. Ừ. Ôi giờ này mới xong các bạn ạ, thật sự ra một ngày quá là mệt luôn. Nông thôn là vậy đấy, đến cái vụ, đến cái mùa màng, nói chung là mệt với vất vả lắm các bạn ạ. Bây giờ cũng xong rồi, quá mệt. Thành quả ngày hôm nay đây các bạn cũng, cái này thì cũng gọi là chưa phơi đâu. Cái này phơi đi thì nó cũng hụt đi rất là nhiều các bạn. 1 đôi, 2 đôi, 3 đôi, 4 đôi, 5 đôi, 6 đôi, 7 đôi, 8 đôi, 9 đôi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cũng gọi là 40 tải các bạn ạ. Nhưng mà chắc là phơi đi chắc chỉ còn được tầm khoảng 30 tải nữa thôi. Nó hao, nó hụt đi. Không, như vậy là gọi là cái một vụ là thoải mái ăn rồi. Người thì ăn ít thôi các bạn, chủ yếu là gà, vịt với lại là lợn với chó thì ăn nhiều, còn người thì ăn ít. Một ngày khá là mệt thôi. Thôi chắc là mình sẽ phép kết thúc video rồi các bạn. Một cái video thì mình cũng quay ghi hình lại những cái là cái cuộc sống sinh hoạt hàng ngày ở trên vùng cao trên Tây Bắc của mình các bạn, và cái vụ mùa màng không biết chỗ các bạn như thế nào, còn trên chỗ mình thì là như vậy. Nói chung là ruộng bậc thang, đường thì dốc đi lại, chở xe thì cũng hơi khó, hơi vất vả, cũng không có cái đường cho tận là chỗ ruộng các bạn. À, cũng may là một vài vụ đổi ở đây là có làm máy gặt tuốt luôn ở dưới miền xuôi lên các bạn. Vì thế là bà con ở đây thì cũng là đỡ vất vả hơn rất là nhiều luôn. Không có là để mà tự gặt xong rồi gánh lên vào làm máy phụt đấy các bạn, thì cũng mất rất là nhiều công sức, với lại rất là mệt luôn, đổi công rất là nhiều. Thôi các bạn nha, chắc là mình sẽ phép mình kết thúc video luôn các bạn. Lên còn là tắm rửa xong rồi ăn cơm nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tiếp theo. Xin chào.